Hi và xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel chính thức của Peak Sport tại Việt Nam. Và trong một cái không khí mà ngày Giáng sinh đã đến rất gần rồi, thì cũng đừng vì vậy mà chúng ta quên đi việc đó chính là tập thể dục thể thao hàng ngày và giữ sức khỏe cho mùa đông lạnh giá này nhá. Và đó cũng chính là lý do vì sao mình đem đến cho bạn một điều rất ngon đến từ Peak trong mùa Giáng sinh này với mức giá giảm từ 1,5 triệu đồng xuống chỉ còn là chưa đầy 1,2 triệu đồng mà thôi. Vậy thì để xem rằng với 1,2 triệu đồng chúng ta sẽ nhận được gì, thì hãy cùng mình unbox và trên tay ngay đôi giày chạy running đến từ Peak này nhá. Let's go. Và đây chính là chiếc hộp đựng đôi giày nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cũng theo dõi một clip được đăng cách đây một thời gian thì sẽ thấy ngay chiếc vỏ hộp này khá là quen thuộc. Bởi lẽ đôi giày này ngày hôm nay của chúng ta cũng được sử dụng công nghệ đó chính là Ultralight, siêu nhẹ đến từ Peak, vậy nên chúng sẽ cùng sử dụng mẫu hộp giày tông trắng và sử dụng các giải phản quang đa sắc trên khắp thân hộp. Mặt trên này, các bạn có thể nhìn thấy đa sắc này. Mặt trước sẽ có logo của Peak được sử dụng thiết kế này. Mặt sau, đây logo Peak rất to, được thiết kế theo dạng phản quang đa sắc. Và ở mặt này chúng ta sẽ có một tờ giấy ghi các thông tin của sản phẩm, bao gồm tên của hãng là Peak Sport, mã sản phẩm E04347H. Đây chính là cái mã mà để các bạn search được thông tin của mẫu giày này trên mạng nhé. Và chúng ta sẽ có phối màu, đó chính là cam phản quang. Đó chính là phối màu của đôi giày chúng ta ngày hôm nay. Và size của sản phẩm là size 42, tương đương size 9 của US. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngay bên trong của chiếc hộp này sẽ có những gì nhá. Ta-da. Và chúng ta có ngay đầu tiên đó chính là lá thư cảm ơn kiêm phiếu bảo hành đến từ Peak. Đó, các bạn có thể thấy rất là chỉnh chu. Ok. Và ta-da, đây chính là đôi giày chúng ta, màu cam phản quang rất là nổi bật. Và đây mình sẽ có một chiếc, đây là chiếc ở bên chân bên trái, có cả tag của sản phẩm thì bao gồm có logo của Peak này cùng với một vài thông tin cơ bản. Thì nếu bạn nào mà quan tâm thì có thể mua sản phẩm này và đọc kỹ nhá, mình sẽ bỏ qua. Và khi mà cầm đôi giày này trên tay thì mình cảm giác rằng nó khá là nhẹ. Thực sự nó khá là nhẹ, chỉ khoảng tầm chắc là được chỉ 2 lạng mà thôi. Đó, rất là nhẹ. Và thực ra mình khi mà mình nhìn vỏ hộp mình đã biết nó sẽ sử dụng công nghệ Ultralight rồi. Thì mình cũng đang nghĩ là nó sẽ nhẹ mà không nghĩ nó nhẹ đến mức này. Khá là thoải mái luôn các bạn ạ. Và đừng quên là đôi giày này sẽ còn có một cái phối màu nữa, đó chính là màu đen và cũng có phản quang như thế này nhá. Và size của sản phẩm sẽ từ là 39 cho đến 45, như là sẽ đầy đủ các size dành cho nam giới. Và để đi vào đánh giá chi tiết thì mình sẽ có những cái nhận xét như sau. Về dáng giày chúng ta sẽ có thể thấy một thiết kế khá là hiện đại với mũi giày được vuốt cong đúng tinh chất của đôi giày chạy. Thiết kế giày thì tương đối ôm sát form bàn chân. Và với kinh nghiệm đi giày Peak của mình thì các bạn có thể chọn đúng size thông thường các bạn đi là ok nhá. Về thiết kế, màu sắc cam phối cùng màu bạc phản quang trên thân giày. Các concept chủ đạo là các line, các đường thẳng hướng từ phía sau về phía mũi giày. Các đường phản quang trên thân giày thì sẽ tạo cảm giác rất là thể thao, năng động và tích cực. Kể cả dưới đáy thì cũng thiết kế theo concept này luôn. Các đường dạng tia từ gót cho đến mũi giày đều thống nhất theo phong cách này. Đi sâu vào công năng và chất liệu thì phần mặt trên, chất liệu chủ yếu là vải sợi đan, tạo cảm giác rất là mềm mại trong các phần ép nhiệt nhựa để giữ form giày. Thân giày có logo của Peak cùng với một vùng lưới kéo dài từ giữa cho đến vùng ngón út với những miếng đệm trợ lực cho bàn chân khi chúng ta chuyển hướng, đổi góc chạy. Mặt trên thì lưỡi gà cũng theo dạng vải đệm, khá là mềm, mặt sợi đan cùng với dây giày là dạng dẹt. Tuy nhiên có một phần rất đáng chú ý ở phần phía sau của giày, đó chính là Peak đã làm phần sau giày tương đối cứng cáp một chút. Điều này có tác dụng gì? Thì nó sẽ là trợ lực ở phần gót khi mà chúng ta chạy bước sải rộng và tiếp đất. Gót bàn chân sẽ cho cảm giác tốt hơn, thật hơn và tạo thêm lực cho bước chạy kế tiếp. Và lật xuống đế thì các phần outsole được Peak làm rất dày và khá lì lợm, cùng với số lượng các đường vân tạo ra ma sát rất dày này. Các đường ma sát này sẽ tập trung ở các phần xảy ra ma sát lớn như là hai bên rìa bàn chân, trong khi ở phần giữa thì phần tiếp xúc ở nửa bàn chân trên sẽ theo dạng là miếng đệm vuông như thế này. Và ở giữa bàn chân chúng ta sẽ có một miếng đệm TPU với thiết kế dạng chữ X. Với các đôi giày phân khúc thấp hơn thì thường sẽ không có điều này, mà chúng ta vẫn hay thấy giày có thể gập lại được làm đôi ấy. Thì với đôi giày này thì thuộc phân khúc cao hơn, miếng đệm này sẽ có tác dụng chống xoắn giày, chống xoắn bàn chân khi chúng ta chạy và bảo vệ người dùng khỏi các pha lật cổ chân khi mà chúng ta chạy đường dài. Và phần đế giữa, chất liệu rất mềm và nhẹ, do Peak đã tối ưu công nghệ về tỷ lệ chất liệu giữa nylon và EVA, đảm bảo được độ mềm của đế và vẫn tối ưu được trọng lượng. Phần đế trong thì mình nhận xét rằng lót giày khá là ổn với form cắt hoàn thiện, không có chi tiết thừa, khá là mềm này. Cùng với form gót là dạng trợ lực cao tơ giúp tăng cái lực khi mà chúng ta thực hiện bước chạy tiếp theo, rất là đúng tính chất của running. Và như vậy chúng ta đã đi qua những cái điểm
tổng quan nhất về đôi giày này đến từ Pick. Và với cá nhân mình đánh giá thì với mức deal từ 1,5 triệu đồng xuống chỉ còn là chưa đầy 1,2 triệu đồng thì đây thực sự là một đôi giày rất đáng mua trong mùa Giáng sinh này. Và trước khi chào tạm biệt các bạn và đi ra ngoài để chân chân đôi giày này thì mình sẽ để lại những cái đường link dẫn đến các thông tin mô tả chi tiết cũng như các đường link mua hàng đến từ Pick Sport ở trong phần mô tả của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.